Sa tế tôm xào huyết hẹ thơm ngon khó cưỡng. Bạn ơi, hôm nay Điên chia sẻ xào hẹ hả? Hẹ này là hẹ non á, mình hái vô đây là mình lấy một miếng đây mình xào huyết, rồi củ hành tỏi mình làm sẵn rồi. Liên cho một muỗng sa tế tôm, còn các bạn không có thì bỏ qua cái khúc này nha. Đó, một muỗng đầy lùng ha, ít u tròn ha, dắt căng bê dầu mì đó. Dì của đi phải có phần dầu mụ lấy chồng sới dừa ca hơi lạc cái chứ ha, hơi dầu đi ha tròn á, chồng hủ hủ mì ha. Cũng như ca đó ngoại tỷ đó chồng dừa sạp có coi huyệt đồ vò cũng ngoại chồng xịt cho hơi sạp hơi đó, mình sắc ra đừng có sắc nhỏ quá. Các bạn nhiều khi xào xào á cái nó bể hết ha, muốn xịt hơi cơm xay đó hơi bụi làm xài ha. Nước đã sôi rồi, Liên thì bỏ mấy cái gừng này vô thử mùi tanh của huyết ha. Và thì bị cái cơm hơi tặng hơi phi sen à, sạp hạ hội xin ha, mà mãi còn hơi đó chút sủi, bỏ thêm một ít muối vô ha, tí xíu dìm thôi, sạp hơi tặng hơi con chèn. Rồi những cái này Liên đã rửa và tỉa sạch sẽ cái chân ha, đó. Và thì sấy con chèn sai là với cá chịt cho hơi, nếu tụi cái thầu và thì hỏi gì tẹo á, à, kem hơi dậu xa chồng. Nhìn thầu ngay chi thôi bố công tuyển là tuyển cơ thầu đấy chậu xuôi sai cơ là chi tí giác chảo thì đây chậu xúc lại sai cơ là ha, mình xào á thì nó teo nhỏ lại hết trơn, là các bạn đừng có cắt nó cục quá ha, cho nó tắt chỗ đó. Xin thưa với các bạn, nhà sập phanh chung là mình đã soi hết 10 phút rồi, các bạn mình có thể tắt lửa là lửa sạch mấy cái huyết nha. À, ngoài thì xích phỏ sấy con chẹt ha, ngoài thì sấy hơi tắm hơi kia sạch phan cơ đi ha, sấy chân sủi sấy chỉ sủi ha, rửa mấy cái huyết nó săn chắc lợi nha các bạn, bị cái đi chi hùng hơi sạch phan sấy rồi chân sủi kìa chăm hễ chẳng á. Rồi các bạn ơi, bây giờ chảo đã nóng rồi, Liên sẽ bỏ miếng dầu vô nha, bỏ tỏi vô phi. Tỏi thơm mình sẽ bỏ huyết vô từ từ. Rồi, các bạn nghe tiếng xèo 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 cũng đã quá ha, nghe tiếng xèo xèo đó. Rồi cái bỏ một tí muối vô ha các bạn, mình coi mình làm sao mình đủ gia vị của mình được rồi, không cần đo lường ha. Đường muối bột và nem có nhiêu đó à. Rồi nước mắm diêm hòn dì lù cái trứng ha, tâu rang mượt, bỏ luôn một muỗng sa tế tôm ha, lụng ha, ít u tròn tỉ mày là hơi. À, cái dầu hũ hơn là đã có hàng dậu ha, xè xè xén dầu hũ hơn rồi là búa mình xè xè xén dầu hũ hơn rồi là ha, con mà biết con là hơi rồi qua mình bỏ gừng vô luôn ha các bạn ha, gừng nè, củ hành nè, rồi nó thơm phức vô hũ hơn nè, cái này với tí là hơi ha, tẩu xoài cũng là cắt cà la, mình thấy xảo không rồi cà la tí xíu sủi ha, dắt tí sủi vô hơi, bỏ một chút xíu nước vô các bạn để nó huyết với lại hẹ đồ nó thấm gia vị ha. Rồi mình muốn ăn tiêu thì mình sẽ bỏ tiêu, nhưng mà có ớt rồi đi không có bỏ tiêu nhé. À, chứ không bằng dầu sống thịt cùi chiêu bỉ cùi chiêu ha, ngoài dưới tiếng dầu con dùng ha là chiêu ha, cũng ngon choi tỉ cùi chiêu ra là à, thầy tấm tắt ra tại đó thằng dầu bây giờ được rồi các bạn nhé. Sa tế tôm hẹ xào huyết thơm ngon khó cưỡng các bạn ơi nhé. Ok, món hẹ xào huyết thơm quá các bạn ơi, ngon xào với sa tế tôm chẳng tại cá hủ mì hủ mì. Xin mời cả nhà chẳng tại cá si hả.
mãi ngắm cho chi hùng á, hơi quạt thứ gì tàu phù mà ha, cháu chân nó mãi ngắm chi hùng hủ sạch đó, cháu tim hủ sệt, cháu tim hủ sệt ha, à cảm nhận hủ quạt hủ nằm ha. À, cái quyết này á các bạn, nhiều lúc á mình mua nhầm cái đó, nó cứng mà nó cứng mà nó sượng khó ăn ha, cái này á dẻo nó mịn giống tàu hủ vậy đó, ngon lắm các bạn ơi ha. Ừ. Ngon các bạn. Mình thích ăn lắm à. Ngon. Lâu lâu mình ăn cái này trong cơ thể mình có những cái đồ dơ, chất dơ bẩn á, nó sẽ đẩy ra, giống như mình làm tiệm nail hoặc là tiệm tóc, tiệm móng tay, những cái hóa chất á các bạn ha, nó cũng độc hại lắm. Mình lâu lâu mình ăn cho nó xả độc nhé. Đi gò chi hùng á, thảo cẩu thôi, hủ cà chọt dùng chù chỉ gặp tim á, với pha tim á, pha hột liễu á, hủ to le cũng hơi quỷ ủng xài để đi lại chả dễ thôi lì ha. À, nó sổ hết gà các bạn ha, ăn này tốt lắm. Ok, cũng ngon cảm nhận ngon phanh hưởng chi hùng thảo cẩu thôi lùng ha ít ô trường và ý kiến hay si chỗ biết tại ca chi đầu là hủ mì hủ diện hoạt ha. To chè tại ca sau thấy chúc tại ca san thấy kiện thong dì của lê hãy phun ngõ thành tàu ga tả hơi xíu sinh toan tình gì. To chè tại ca phanh hưởng. Xin cảm ơn cả nhà xem video quyết heo xào hẹ sai té tương nhé các bạn. Ngon trơn giống như là tàu hũ vậy đó các bạn ha. Ngon, có làm sao nói vậy. Lâu lâu mình ăn quyết á các bạn, cũng tốt cho cơ thể mình lắm. Nó thải những chất dơ bẩn từ trong cơ thể mình ra nhé. Cảm ơn cả nhà xem video nhé. Nếu các bạn yêu mến video của Liên, xin chia sẻ và ủng hộ cho cả nhà mọi người cùng xem cho vui nhé. Thank you. Bye bye.